cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một trong những vũ điệu rất khó nhưng cũng cực kỳ sôi động trong Latin, đó là cha cha cha. Và cha 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 thì người ta đánh giá cao những cái phần lắc hông. Và quý vị tưởng tượng xem, nếu mình lắc với chỉ số 3 vòng cực khủng thì cái gì sẽ ra trước? Chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn của một thí sinh có chỉ số 3 vòng bằng nhau. Thưa quý vị, đó là em Út Văn Thao của chương trình. Với thử thách của tuần này, chương trình giao cho là thử thách ngoài biển, chạy 2 vòng trên biển, nước nó sâu đến tận đầu gối. Mình cảm thấy lúc chạy đấy là lúc mà mình đuối sức và mất sức nhiều nhất. Khó khăn của mình trong tuần này là tập yoga. Bụng mình thì to và chân tay mình cũng nặng nề. Động tác uốn dẻo, đứng trụ một chân, mình cảm thấy là mình không thể trụ được lâu. Mình cảm thấy mình nên rèn thêm sự dẻo dai cho con người của mình. Mình muốn trong tương lai sẽ gầy đi và trở thành một hot boy 6 múi. Tuần này mới điệu cha cha cha, mình cảm thấy khó khăn toàn tập và bấn loạn. Tuần trước mình đã bị ban giám khảo chê là mình sử dụng nhiều chiêu trò và ít nhảy, nên tuần này mình sẽ cố gắng nhảy thật nhiều, thật tốt để được ban giám khảo khen ngợi và được giành được điểm cao trong tuần này. Mong mọi người ủng hộ cho mình nhé. Như thưa quý vị, wow. Anh này làm nhến mê màu hường á nhờ. Lúc nào màu hường. Bạn xuống cân mà thấy rõ như vậy hôm nay là gọn nọng luôn nè. Bụng nè, ngon lành chưa. Hồi nãy bước ra đeo mắt kiến, quăng phát, trời ơi, tưởng châu nhuộn phát. Đúng không? Đẹp trai quá. Một thời gian nữa thôi, em sẽ có cân nặng như anh Đàm Vĩnh Hưng. Không xa đâu, em cố gắng thì em sẽ làm được, yên tâm. Vâng, xin mời anh Đàm. Bài này ai biên đạo vậy? Dạ, em với chị Mến cùng nhau biên đạo. Hèn gì thấy có những cái sự quăng ném rất là táo bạo. Cái màu sắc của hình Mến, tất cả mọi thứ đều làm cho tối như rực sáng. Thao ơi, cái nhạc cảm của Thao nó yếu lắm luôn á. Gần như là em không có nhảy, em chỉ di chuyển em đi thôi là nó bị vụng về lắm. Lúc mà em di chuyển để bê tối như á thì nó còn bị dư một khoảng thời gian. Em không biết làm gì hết, nó bị hoang mang. Chính vì cái nhạc cảm em không có, nên là em không có biến cách biến hóa mình. Đó là những cảm xúc và những cái suy nghĩ thật sự ở trong anh. Xin cảm ơn anh. Mời John. Thì đúng, trong cái tuần này thì em chia sẻ trong cái clip của em là em sẽ cố gắng nhảy nhiều hơn. Thì đúng, trong cái bài này cũng có thêm động tác so với mấy cái tuần trước. Nhưng mà anh chưa thấy rõ một cái sự tiến bộ trong cái phần nhảy. Giảm cân thì em gặp nhiều thành công về cái điều đó, nhưng mà em cố gắng nhiều hơn nữa, em phải tìm cái gì đó để làm cái bài tốt hơn. Trong khó lắm John, khó lắm. Vì phải có cái nhạc cảm trước đã, you know. Là em phải nghe nhạc nhiều hơn. Cảm ơn John, rất nhân hậu. Còn Phạm Hương thì sao? Chị rất là khâm phục cái sự cố gắng của em. Chị biết chắc rằng là một người mà mảnh mai như chị không phải là vũ công chuyên nghiệp,
học nhảy cũng rất là khó. Nhưng mà với em, với cái cân nặng như thế, với hình thể như vậy, mà việc mình phải di chuyển rất là nhiều, chắc chắn sẽ là một cái bất lợi cho em. Nhưng cái lợi thế của em lại là những cái động tác bê đỡ. Em làm nó rất là tốt. Tất cả chúng ta thì không có ai là hoàn hảo cả. Chúng ta sẽ chưa tốt điểm này, nhưng chúng ta sẽ tốt ở những điểm khác, đúng không? Chúc mừng em. Thành nghĩ đây là câu chuyện của tất cả các thí sinh khi tham gia trong chương trình. Bạn nào cũng phải đối diện với vấn đề cân nặng cả. Và chúng ta sẽ theo dõi là bạn nào làm tốt hơn bạn nào trong cái quá trình khắc phục điều đó thôi. Và nếu như quý vị và các bạn ủng hộ cho tiết mục của Văn Thao, chúng ta hãy soạn tin nhắn BN khoảng cách 06 và gửi về cho tổng đài 8369 để ủng hộ cho Văn Thao và Tố Như 3.000 cho một tin nhắn. Bây giờ là điểm số đến từ John Huy Trận. Là nhân hậu nữa nè. Nam, bạn sẽ chọn cái số điểm nó phù hợp nhất với khả năng của em nhé. 6. Chị nghĩ rằng là cái điểm trên sân khấu thì cũng chỉ là một phần thôi. Một phần nữa đó là điểm giảm cân. Chính vì vậy chị sẽ dành tặng em một điểm 8. Thưa quý vị, điểm trung bình của bạn là 6,3. Và bây giờ mời bạn về bàn cân. Quý vị và các bạn thân mến, cân nặng cũ của bạn là 119,1kg. Và cân nặng mới là 116,2kg. Bạn xuống được 2,9 kg thì cái phần trăm bạn nhận được chỉ là 2.4%. Hy vọng bạn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và thưa quý vị, tổng điểm của bạn là 8,7. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.